Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải của mình nha. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Ở video này thì sau khi đã lên đảo thì tỷ các kiểu thì hôm nay Khải bắt đầu liên đấu nè. Cái gì anh em xem video liên đấu đừng quên ủng hộ một like chia sẻ chơi nha. Tí nữa gặp ai thì Khải sẽ cho anh em xem. Với cái set đồ liên đấu thì Khải thêm cho mình được phòng thủ 3x kèm với cái phi phong kháng tính 10 nữa nè. Được kháng cả 10 nữa nè. Đó tôi không nói dòng kháng Khải khá đẹp. Ở lần liên đấu này thì Khải liên đấu đường môn gặp đường môn nè. Đường môn gặp đường môn. Nên là Khải mang ưu tiên cái làm chậm nhiều, 120 làm chậm. Đó. Đó. Kèm theo hai món phòng thủ nha anh em, được chưa? Đó, như ở video lên đảo trước thì Khải đã sau anh em xem set đồ mới rồi. Đó. Thì bao tay với lại nón vào phòng thủ. Để lấy kháng để đánh liên đấu nè. Rồi nói chung thì chuẩn bị báo danh nè em ơi. Để xem thử báo danh bên trong gặp ai Khải cho anh em xem nha. Rồi ok, xem được gặp ai đây. Tầm này đường môn thì cũng gần gần cuối ngày rồi nè, nên là hơi ít người. Sẽ gặp ai đây. Máu Khải trên ngựa 2k5. Còn phi dân này tối mới đấu giá nè. Khải mang Khải đánh tạm rồi, chứ tối mới đấu giá. Gặp ai này. Cao thủ vào, cao thủ vào. Khá nhiều cao thủ vào. Toàn một sấy chót mà okay. Mình thắng hay thua là mình không biết nữa. Nhưng mình thắng rồi nè. Thắng đúng rồi. Một sấy ngày em chót rồi. Ok. Thường đường môn gặp đường môn thì đánh khá là nhanh thôi. Cũng tầm vài đoạn bao vũ là kết thúc rồi. Nên là phải tranh thủ uống máu cho nó kịp thời nè. Tranh thủ uống máu kịp thời là ok. Nobita đường môn ok. Rồi má thua không? À đây sexy của đường được rồi nha. CC của đường đây, làm trận cuối nè em ơi. Nó tính là đánh đường môn với đường môn nhanh chết quá. Sơ hở ngay chết liền. Nên là phải đủ kiểu này móng 2k6 giờ đuối quá. Gặp đường môn thường cũng vậy, gặp đường môn VIP nhỏ nè. Rất là khó đỡ. Ở tầm này không có cây nọ tóc sát thương. Có cái nọ tóc sát thương đánh đẹp rồi nè. Nọ này đánh nọ thường, không có sát thương là không đặt tóc. Tại đặt tóc độ chỉ mới 101. Nếu mà có được coi 20 là đạt 121 đẹp nè. Này mang cây cùi cùi là đánh cảm giác không đủ tóc, sấy chậm quá. Không biết gặp những thằng mang tóc không biết sấy là nó không đây. Dứt điểm mây ra nhờ cái lực tay dứt điểm nó không dứt điểm được thì chết. Tại vì nó mang tóc nó đạt tóc 121 đánh rất là nhanh. Mình đây mình không có đạt tóc nên là hình xui thiệt chứ. Cái nó Khải cầm thì chỉ bậc cao tông kim thôi nè. Bậc cao tông kim thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, anh được hai lúa rồi. À, thu được một củi, anh được hai lúa nè, thấy chưa? Hên xui lắm, được một hên xui lắm. Nè không? Trận đầu lúc nãy thua cái được môn kia hạng 2 mấy, tại vì cũng là cái cách bơ ca hên xui đủ sơ hở là nó sấy nắc liền, tại vì lượng máu thấp quá. Hên quá. Lượng máu thấp quá, nên là lúc nãy trận thua được môn kia dứt điểm mình bị chí mạng đục phát chất liền. Rồi hai lúa thì mình hên xui nè. Ơi, vô. Chưa đánh 4 trận rồi nè mày. Này nó đánh tiếp. Mấy phút đây. À, đây là liên đấu đường môn gặp đường môn nha nè. Đường môn gặp đường môn. 1 phút. Rồi, ok. Chờ đợi trong giây lát. Xem đồ này. Gạo con đã đục. Rồi. Đường môn 4. Trời, hôm nay cứ phi phân ngoài nhật kỹ các kiểu là điều cần quá. Đồ phong phú nhiều ấy. Rồi ok vô. Chưa biết gặp ai nè em ơi. Tối nay đánh 4 trận tiếp tục. Khai sáng video lên kênh liên tiếp mà nè. Cứ 4 trận sẽ một video. Tướng 2k độ đường môn tướng 2k tóc 20 đồng người. Ok quá đẹp. Hai sấy tướng 2k chết rồi nè em ơi. Hai sấy tướng 2k chết rồi. Đây sẽ đồ tướng 2k này. 15, 20. Phòng thủ cũng khá là êm. Hai món. À tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi. Cũng phi phong các kiểu biết đâu. Tầm này cái phi phong một cấp. Nhất cử dân đầu một cấp là bèo bèo hai cấp hết nè. Ai cũng hai cấp hết. Ai cũng hai cấp hết. Đụng nó 20-26 nữa. Nói chung là đường môn gặp đường môn là rất là nhanh anh em. Nói chung là đồ đạc khả nghĩ thì không quan trọng nhiều, chủ yếu là có uống máu kịp hay không thôi nè. Uống máu kịp hay không thôi, tại vì nó rất là nhanh. Bụp bụp tầm 2 cái là chết rồi, rất là nhanh. Đó. Rồi anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nha. Đã khả tiếp tục đánh trận khác anh em xem nha. Vô tiếp tục trận 2 này mày. Đây là ngày đầu tiên biết im xui không, chưa thua một trận cay quá. Đường môn cảm giác rất là nhanh chất, không uống máu kịp là chết ngay. Đường hảo. Ê, đủ gặp đường hảo thiệt trời. Đâu má sao phải đã chết hay dữ ta. Ok tiếp tục trận mới nè mày. Đụng đánh đường môn nhanh quá, đúng khó luôn nè mày. Đánh gì hên xui thiệt chứ, đụng cái là không ra kịp thì chỉ có chết thôi. Nào cho điên. Ừ.
Nó tính là xấy một cái chết mà mình xấy thằng kia nãy không chết đâu. Quá thiệt chứ. Đồ tính ra cũng như nhau không? Xấy hôm nay một cái chết mà. Hay là ông này không phòng thủ. Nãy bị ông kia xấy một cái chết chết liền luôn nè. Nhanh gơ thiệt. Thôi đợi chồng mới nha nè. Rồi, muốn thằng cuối rồi. Ồ, hai lúa phòng thủ khá là nhiều. Đấy, quên. Cũng là một cao thủ được mua. Ok, em rất quen này, quá hay. Ui, mấy cái chồng này, ông này cũng trâu vãi lên. Mấy quen cũng trâu gơ nè. Anh mấy đồng môn này thua là thua mấy đồng môn hạng 2 số, quên hạng 200 mấy. Vãi lên. Nói chung là đồng môn Khải nghĩ thì nó gọi 50-50 lắm nè. Tại vì ai mà chụp trúng được lỡ sơ hở là chết ngay nè. Đó là có thua những đồng môn kia, Khải nghĩ nó cũng quá là bình thường. Tại vì họ mà lỡ chụp Khải cái là cao lắm, hai cái là chết rồi. Quá nhanh. Vì lượng phòng thủ không có nè. Đủ hai mấy không anh thua. Đụng cái chết liền. Đủ hai mấy không anh thua. Rồi chết đụng rồi quên. Chúng là ngày hôm nay thì thua hai đường môn hạng 230 mấy, đúng hai đường môn. Còn lại gặp mấy đường môn này thì cũng đánh được anh em. Chúng là đường môn gặp đường môn với nhau khẳng định là mày. Bơ ca thì cũng một phần là chủ yếu là ai ngồi máu kịp thời người đó thắng rồi nè. Còn thiệt không có cái cách nào mà chịu nói đam, không chịu nói đam đường môn tầm này. Tại vì tầm này kỹ năng cũng có cộng 2 hết rồi. Ai cũng kỹ năng cũng có cộng 2 hết rồi nè. Tầm này những ông đi liền đấu đa số là phi phong cộng 1, cộng 2 đầy đủ. Ít nhất một kỹ năng 1 trong người, ít nhất một kỹ năng 1 trong người. Rồi, nói chung thì những video này khi up lên kênh cho anh em. Cố gắng đánh liền đấu không biết hạng bao nhiêu nha. Cố gắng hết sức nha anh em mày. Hôm nay đi 8 trận mà thua 2 trận cũng quá. Rồi, đã cố gắng từ từ nha mọi người. Lô lô.